Rõ ràng là cái người mặc dù ra sau nhưng người ta lại đăng ký trước, và mình ra trước nhưng mình lại không đăng ký về cái nhãn hiệu, không đăng ký về cái tên, cái thương hiệu của sản phẩm mình. Thế là về sau là mình bị thua rồi. Xét về mặt pháp lý thì pháp lý người ta chỉ là giấy trắng mực đen thôi, và bảo hộ những người nào là đến trước. Điều 64, đừng quên đăng ký thương hiệu. Đừng bao giờ quên đăng ký cái thương hiệu cho sản phẩm, hay là cho nhãn sản phẩm của bạn, hay là cho tên công ty của bạn. Tôi có một cái câu chuyện như này để chia sẻ với bạn. Có một cái chị này là học trò của tôi và là một học viên rất là xuất sắc. Và chị ấy cùng với chồng của mình là kinh doanh theo mô hình bốt hệ thống của cái mảng mỹ phẩm. Hai anh chị là người bán hàng rất tài năng, và họ cũng rất là chịu khó làm công tác nghiên cứu thị trường, nghiên cứu về những cái sản phẩm mà phù hợp với thị hiếu, phù hợp với nỗi đau của thị trường. Và sau khi mà anh chị nghiên cứu thì đã tìm ra được những cái sản phẩm phù hợp để bán. Khi mới bắt đầu kinh doanh thì anh chị chưa có kinh nghiệm, bởi vì đi lên từ nghề, đi lên từ chuyên môn, và anh chị chỉ biết là thôi thì mình ra thị trường là mình bán sản phẩm mà xã hội cần. Thế nên ra là anh chị cũng đặt một cái tên thương hiệu. Sau khi đặt một tên thương hiệu rồi bán thì sản phẩm này của anh chị bán rất là chạy, có thể nói rằng là trúng cái tâm lý và mình gọi là gãi đúng chỗ ngứa đấy. Thế thì sau một thời gian thì anh chị là phát hiện ra là một cái đơn vị khác lại bán đúng các cái sản phẩm với tên, cái thương hiệu mà cái nhãn sản phẩm đấy của anh chị. Thế thì anh chị bắt đầu là phải xem nó bây giờ vậy làm thế nào để là ngăn chặn họ. Thì khi đấy thì có liên hệ với lại bên chỗ đơn vị kia, thì lúc đó anh chị mới tá hỏa ra. Bên kia họ đã đăng ký thương hiệu trước bên chỗ anh chị này, mặc dù là họ copy lại cái tên và cái nhãn của thương hiệu của anh chị ấy, nhưng mà họ lại đi đăng ký trước. Như vậy thì xét về mặt là pháp lý thì rõ ràng là cái người mặc dù ra sau nhưng người ta lại đăng ký trước, và mình ra trước nhưng mình lại không đăng ký về cái nhãn hiệu, không đăng ký về cái tên, cái thương hiệu của sản phẩm mình. Thế là về sau là mình bị thua rồi. Xét về mặt pháp lý thì pháp lý người ta chỉ là giấy trắng mực đen thôi, và bảo hộ những người nào là đến trước. Và đây là một bài học vô cùng thất thiệt, bởi vì là bao nhiêu công sức, bao nhiêu là các cái tài sản trí tuệ, bao nhiêu là những nỗ lực để làm công tác truyền thông, quảng bá, quảng cáo, coi như là đổ hết xuống sông xuống biển. Khi mà Trung Nguyên bán cà phê ở Việt Nam rất là chạy, và thực sự là cà phê Trung Nguyên là một cái thương hiệu rất là mạnh ở thị trường Việt Nam. Thế và trong khi đó thì ở bên các thị trường nước ngoài thì lúc đó thì bên chỗ cà phê Trung Nguyên của anh Đặng Lê Nguyên Vũ chưa kịp đăng ký. Thế sau đó thì có một cái đơn vị ở bên đó thì họ đã đăng ký trước cái tên cà phê Trung Nguyên. Sau đó thì về sau là phải mất rất nhiều những cái thời gian để kiện, rồi để lấy lại cái thương hiệu mà đã bị mất đó. Tóm lại, khi mà mình mà không đăng ký sớm, không là đăng ký để bảo hộ sớm, thì chúng ta có thể phải trả giá rất nhiều bằng tiền, bằng tâm sức, bằng tất cả những cái nỗ lực của mình, nhưng mà chưa chắc đã lấy lại được cái thương hiệu mà đơn vị khác đã đăng ký. Cho nên nhất định bạn cần phải là đăng ký thương hiệu cho nhãn sản phẩm của mình, cho bên chỗ tên thương hiệu của công ty của bạn, để bảo hộ trí tuệ cho công ty của mình, cho tài sản vô hình của mình. Thank you bạn. Để theo dõi nội dung tiếp theo của chủ đề 99 điều không nên làm trong quản trị và phát triển kinh doanh, bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất của phần tiếp theo nhé.